Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Tim và Trương Quỳnh Anh bất ngờ tái ngộ trong dịp sinh nhật con trai. Dù đã ly hôn nhưng vẫn giữ thái độ đáng ngưỡng mộ. Khoảnh khắc chung khung hình của đầy đủ các thành viên trong gia đình Tim và Trương Quỳnh Anh khiến nhiều người không khỏi xúc động. Tim và Trương Quỳnh Anh là cặp đôi tốn giấy mực của giới truyền thông với cuộc ly hôn ồn ào năm 2018. Cả hai sau đó vẫn sống chung nhà với lý do chăm sóc cho con trai là bé Sushi. Gần đây, Trương Quỳnh Anh đã chọn dọn ra ngoài sống riêng để không cản trở cuộc sống tương lai của cả hai. Cho tới mới đây, nhân dịp sinh nhật 8 tuổi của con trai, Tim và Trương Quỳnh Anh bất ngờ tái ngộ, thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Trên trang cá nhân, giọng ca Một Vòng Trái Đất hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc cùng vợ cũ làm tiệc sinh nhật cho con, kèm dòng chú thích: hôm qua, các An đã có một sinh nhật vô cùng vui và hạnh phúc. Xin gửi lời cảm ơn đến mọi người hôm qua đã đến chung vui với các An nhé. Thank for everything. Hình ảnh cả nhà Tim và Trương Quỳnh Anh đầy đủ chung một khung hình khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đây cũng là lần hiếm hoi cặp đôi công khai xuất hiện bên nhau hậu ly hôn. Đến chúc mừng tuổi mới con trai Tim và Trương Quỳnh Anh, còn có cả gia đình siêu mẫu Xuân Lan, diễn viên My Trần. Sau buổi tiệc, Trương Quỳnh Anh cũng nghẹn lòng viết tâm thư gửi tới con trai của mình. Si của mẹ tròn 8 tuổi, mẹ nhớ như in lần đầu mình gặp nhau, con ngoan ngoãn nép vào người mẹ, nằm trên băng ca để các cô y tá đẩy lên phòng riêng. Đêm đó mẹ vui không ngủ được, nằm ngắm con đến sáng. Năm con 3 tuổi, năm con 5 tuổi, mẹ nhắm mắt lại, mọi thứ về con tôi chậm như một cuốn phim rõ ràng trong đầu. 8 năm quá nhanh, đã có quá nhiều thay đổi về chúng ta, về cuộc sống của chúng ta. Nhưng trên hết, mẹ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con. Rồi con sẽ trưởng thành, rồi con sẽ không cần mẹ cạnh bên mỗi ngày, chỉ dạy từng chút một. Nhân lễ nghĩa trí tính, đầu tiên quyết mẹ chỉ mong con là con người có trái tim nhân hậu, và đó sẽ là cánh cửa dẫn con đến một cuộc sống an yên. Sau này như tính tên của con, Cát An. Chính thức ly hôn và dọn ra sống riêng, nhưng Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn tái hợp trong những dịp quan trọng của con trai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.